xin chào quý anh chị. Quý anh chị đang cần tìm cái khoan nhỏ xài nhà hay công trình, vô đây luôn. Quý anh chị cần cái máy mài xài nhà hay công trình, vô đây lụm luôn. Quý anh chị cần cái máy lớn lớn xíu xài nhà hay khoan đục cho nó nhẹ nhàng hoặc đi công trình, vô đây luôn. Quý anh chị đang muốn có khoan hay là cái máy mài gì mà có quà tặng, vô đây lụm luôn. Đó, bữa nay em có nhiều chương trình. Đây thì cái mẫu này máy khoan nè quý anh chị, khoan đét tông ha. Đét tông bây giờ thì rất là thông dụng rồi quý anh chị. Một cái máy khoan vừa được giảm giá vừa tặng một đống quà tặng trong này nữa. Đây là con khoan đét tông DK2603A. Cái gì hạng A là nó ngon rồi đó. Đó, nó ngon hơn hạng B, hạng C đúng không? Đó thì quý anh chị thấy con này nó có chống rung nè, 1050W. Đó là ba chức năng ha, có đảo chiều, có chỉnh tốc độ, có chống rung. Thì mẫu này thì quá ok rồi, Hồng Nhiên test rất là nhiều lần rồi quý anh chị. Bấm nhẹ chạy từ từ ra anti luôn. Đó, ngon lành ha. Ba chức năng khoan được, đục được, khoan sắt được, bắn vít được. Thì quý anh chị cần cái máy mà để nó đáp ứng những nhu cầu đó, đét tông đi chơi cho nó dữ. Trong này nó tặng quý anh chị những cái gì? Những cái đồ chống bụi khi quý anh chị khoan trần nè. Tặng hai cái mũi nè, mũi đục dẹp, mũi đục nhọn nè quý anh chị. Tặng ba cái mũi khoan trong này. Rồi tặng thêm một cái bộ này mới giá trị nè. Cái bộ này quý anh chị thấy nó tặng ra để quý anh chị khoan sắt bắn vít được. Đó, bộ đầu gài. Rồi tặng thêm một cái đầu vít ba ke nữa. Nói chung là mua này là đủ chơi rồi. Lụm một cái này thôi đủ chơi. Còn tặng cho quý anh chị thêm cặp thang, sau này mình xài hết thang mình sơ cua được nữa. Nhưng mà tới lúc đó chắc mình dục cái máy được rồi, tại quá lâu không. Thời gian bảo hành 6 tháng cho quý anh chị, nhưng mà quý anh chị xài 6 năm lận. Đó thì giá bán của cái bộ này á 1.360.000, mà giờ giảm cho quý anh chị còn có 1.290.000 thôi. Mà nó có nguyên một cái bộ như vậy là thấy ok, ngon rồi đó quý anh chị. Thấy lụm được chưa? Đó, nguyên bộ nguyên thùng vậy. DK2603A của hãng Đét Tông quý anh chị. Đó là giá 1.290.000 là lụm ngon lành rồi đó. Nói về cái máy lớn không? Vì quý anh chị muốn bây giờ cái có cái thứ này nó hot nữa. Cái con quỷ này nó đang hot là lý do tại sao quý anh chị? Thông dụng, giá rẻ. Cái quan trọng của nó là chỗ giá rẻ, nhưng mà đi công trình đồ vô tư thì quý anh chị có thể dứt con HT Cơm chống rung đời mới nhất 1020W, mới vừa đăng video hôm qua hôm kia về, đang hot quý anh chị, nhiều người mua lắm. Lý do là nó là hàng chính hãng của công ty, có quà tặng trong này đầy đủ. Mũi nào quý anh chị, ba mũi khoan, hai mũi đục luôn, tặng có cặp thang sơ cua nữa nè. Nó có cặp thang sơ cua, nhưng mà nhiều người chọn cái này là quý anh chị biết tại sao không? Thang nằm ngoài dễ dàng thay thế, dễ dàng sử dụng về lâu về dài. Đó, có chống rung, nhưng mà cái mẫu này bữa Hồng Nhiên có mở bên trong ra quý anh chị thấy không, cái nội thất của nó khá là ngon luôn. Đó, chạy rất là êm nè, chạy ngược chạy xuôi nè, ba chức năng luôn quý anh chị, có chống rung ba chức năng đó. Nhưng mà không có đâu giá được hỗ trợ giống như Hồng Nhiên, chỉ có 1.050.000 cho con khoan HT Cơm như thế này. Cái model của nó là HT8228, tức là nó nói nó khoan tới cái mũi là 82mm. Ủa, không phải 28mm thôi, chứ không phải 82mm á, 28mm. Đó, thì với cái giá của nó, quan trọng là nó dễ chịu quý anh chị, khoan chuyên nghiệp luôn, bảo hành 6 tháng tại công trình của anh chị xài luôn. Nhưng mà giá chỉ có là 1.050.000. Nếu so về giá, về chất lượng ổn định thì đây là cái sản phẩm rất là phù hợp cho mấy anh chị lựa chọn nè. Tất nhiên hãng nào nó cũng có những sản phẩm mắc tiền rẻ tiền, nhưng mà đối về cái giá mình nói vậy, tuy là nó là tàu, nhiều anh sẽ nói ôi cuối cùng nó cũng là tàu, thì bây giờ nó là tàu. Đó, em không có bán tàu lao, nó tàu nhưng mà không có tàu lao. Giá bán của nó có 1.050.000 quý anh chị. Tiền nào của nào phù hợp thôi ha. Hồng Nhiên bán hàng lúc nào cũng vậy. Còn quý anh chị muốn cao hơn xíu, đây. Đó, thì cái giờ mình mua boss nó cũng tàu nữa đó. Đó, thì quý anh chị có thể mua này. Đó, thì quý anh chị mua này 2603 Blade. Quý anh chị nghe cái gì nó tới Blade của Đét Tông là biết nó dòng cao cấp rồi đó. Thì bên trong nó cũng tặng cho quý anh chị nào cũng có nguyên hộp ha. Bên trong nó tặng cho mình cũng ba cái mũi khoan, hai cái mũi đục, một cái cặp thang sơ cua, một cái cây cần như vậy để mình làm cái cử ha. Đó, nguyên bộ nó như vậy. Đó, thì giá nó là 1.500.000. Hôm trước là 1.550.000, bây giờ còn có 1.500.000. Công suất của con này là 1050W. Cái này là 2603 Blade quý anh chị. Nếu mà nói về đẳng cấp trong khoan bê tông của Đét Tông, con này là đẳng cấp nhất luôn. Đó, thì quý anh chị thấy không? Tiền nào của nào là vậy đó, cộng dây nó không, mình nhìn thấy khác biệt rồi. Cái đặc biệt là tặng cho quý anh chị một cái vú. Ủa, cái nấm vú. Cái nấm này để quý anh chị mình khoan thấy không? Mình khoan lên trên. Ờ, mình khoan sao nhét. À, liên tưởng không? Đó, thì khoan lên trên là ok, nó không bị bụi, khoan tường ngang nó không bị bụi quý anh chị. Để đây nè, khoan chống bụi đúng không? Đó,
giá 1,5 triệu cho cái bộ này quý anh chị ha. 1,5 triệu là của Deptong là thấy ok, lụm kẹo được rồi đó, thấy không? Bởi vậy mà có quà tặng nữa, thấy không? Tức là lớn nhỏ gì đều có quà tặng hết trơn. Bây giờ tới một đống này thì nói về khoan gài, nói luôn con này luôn cho nó hết bài đó. Thì quý anh chị mình thấy là Caret, nhiều anh chị nói ừ cái kia tàu thương hiệu rẻ, bây giờ Caret là thương hiệu của Đức nè, thì thằng này bắt đầu là thương hiệu cao cấp, nó sẽ mắc hơn tí xíu nha quý anh chị. 1,860,000 không có tặng cái gì hết, công suất chỉ 850W thôi. Thì quý anh chị nhìn kỹ nó đi, đẹp hơn, chắc chắn hơn, thon gọn nhưng mà mạnh mẽ, cộng dây nguồn thôi nó đã khác rồi đó. Bởi vậy nó xứng câu tiền nào của nào cho quý anh chị. Chạy thử cho mấy anh nghe, bê tông đây, mượt, rất là mượt đó. Rồi quý anh chị lên đây quan sát, rồi mình có thể mình ở chỗ này là để xoay cái mũi vòng vòng đó, còn dưới này là quý anh chị khoan bê tông nè đó. Khi thằng này là đục nè, còn cái chỗ này là quý anh chị chạy ngược. Khi chạy ngược quý anh chị nghe không, nó yếu xìu à, nó chống chạy ngược. Đây là chức năng để quý anh chị khi đục nó không bị hư máy đó. Mình đang chạy rồi lâu lâu cái mình quên mình để chức năng này, anh thợ mới vô gì đó để vậy yếu xìu, ơ cái máy hư rồi. Không phải nha, cái chỗ này mới đúng nè đó, để nó chống. Là do những anh mà chưa có quen thì không có biết cách đục ngược không. Nếu mà những cái máy bình thường hư nhông quý anh chị, đây là chức năng chống chạy ngược để máy mình nó bền hơn đó. 1,860,000 có nguyên một cái thùng, không có tặng cái gì hết, nhưng mà gặp Hồng Nhiên tặng luôn đó. Chịu chơi chơi tới bến, một mũi đục nhọn, một mũi đục dẹp tặng theo, và một bộ mũi nữa là 5 mũi của Makita xịn sò luôn. Bộ này không hết 150 rồi, hai cái mũi 100+ nữa ra tặng gần 300,000 quý anh chị. Thì quý anh chị sẽ được con máy Caret bảo hành 6 tháng. Đây là thương hiệu Caret, là thương hiệu của Đức trên toàn cầu luôn, bây giờ cũng lắp ráp Trung Quốc quý anh chị ha. Đó là mình nói về những con khoan gài động lực đó, thì mình không có cần đè. Thì bây giờ tới đè nè, mấy anh thích đè thì ok, có đè đây. Thí dụ như một con khoan của Deptong như thế này đó, thằng này là công suất nó 710W quý anh chị, có đảo chiều, có chỉnh tốc độ đầy đủ. Quý anh chị ở nhà nè, quý anh chị muốn khoan một con khoan đầu 13 ly đúng không, có chức năng búa khoan sắt để bắn vít được, khoan gỗ được, khoan tường được đó, khoan sắt được, thì quý anh chị phải chơi này, bắn xà gồ đồ ok chơi này, nhỏ gọn. Muốn chạy chậm không để mình chế lên cái khoan bàn đó được luôn đúng không, mình chế lên khoan bàn đó là được luôn, mình điều chỉnh dài lại được luôn đó. Thì nó có cao su đồ viền đồ im tay móc đeo khi leo cao, 710B model của nó DKID 710B đó, 710W đầu 13mm là thông dụng nhất rồi. Tốc độ của anh chị có thể chạy từ nhỏ lên tới lớn, cao nhất của nó là 2,800 vòng và giá bán khá là rẻ, 580,000 của anh chị. 580,000 của anh chị có con khoan này thôi bá cháy rồi đó đó, xài là thấy ngon rồi. Deptong bảo hành 6 tháng, có tay nắm, có thang sơ cua đầy đủ. Còn quý anh chị muốn hơn tí xíu ok, hôm nay Hồng Nhiên giới thiệu những phân khúc vừa vừa thôi, không quá cao cấp mà cũng không có bèo đó, cho quý anh chị xài. Nè quý anh chị nghe con máy này không, đắt tiền hơn chạy có khác à, thấy chưa đó, chạy nghe rất là đã đúng không đó. Tiền nào của nào là vậy. Caret quý anh chị nhìn vô độ đẹp nữa, nhìn cái nhựa thôi là mình đã thấy nó khác biệt rồi. Quý anh chị bấm nhẹ nó chạy lăn từ từ rất là mượt đó, thấy không? Đó là quý anh chị xài ở nhà, ví dụ mình khoan tường, khoan sắt, bắn vít, khoan gỗ, lợp ton gì đó là mình chơi hết. Nhưng mà cái này nó tiện nha, đôi khi nó tiện hơn khoan gài nữa quý anh chị, muốn kẹp cái gì kẹp. Còn khoan gài đôi khi quý anh chị muốn kẹp những cái đồ nhỏ hơi khó à, và mũi nó quơ hơn. Còn này đã chuẩn tâm, nó khác biệt nhau nha. Cái này là khoan, mình gọi là khoan gia đình, còn những này công trình. Nhưng mà đôi khi mình dài gia đình cũng được, tại vì mình xây gia đình thì mình khoan nó rất là lẹ. Còn mình có con lớn con nhỏ thì anh nào có điều kiện mua luôn 2 cái em cảm ơn ha. Đó thì giá nó là 790,000 cho cái này. Nhưng mà quý anh chị mua con khoan của Hồng Nhiên là mình sẽ được tặng một cái đầu bắn vít và một cái mũi khoan nè. Đó đồ xịn nha quý anh chị, tặng theo là đồ xịn luôn, ngon lành canh đào, phải không? Giá nó cũng vẫn là 790, bảo hành cho quý anh chị 6 tháng. Rồi, đó giờ nói về những con khoan. Bây giờ quý anh chị phân khúc đúng rồi, tặng cho máy khoan Caret mà. Phân khúc máy mài quý anh chị ơi. Nhiều anh chị nói rằng là Kyocera rất là tốt nhưng mà công nghệ không bằng Deptong. Thì thí dụ mỗi hãng nó có cái hay riêng quý anh chị, không có đem này so sánh kia. Ví dụ như Deptong thì thương hiệu của nó, thì nếu mà nói thương hiệu thì nhiều người sẽ thích Kyocera chẳng hạn, đó do nó là Ryobi đó. Thì tùy theo phân khúc, tùy quý anh chị chọn. Ví dụ như mình chọn Deptong thì được cái là cái gì, giá rẻ nhưng mà có nhiều công nghệ mới, dây nguồn nó dài nè,
Đó, dây nguồn vừa dài mà máy cũng rất là ngon nha, chống khởi động lại quý anh chị. Nè, tắt xuống, mở lên lại. Đó, ok. Đây là chức năng an toàn. Tại vì đế tông nó ra chức năng này nên nó chiếm lĩnh thị trường quý anh chị, không? Thì bởi vậy mỗi cái nó có những cái hay rất là đặc biệt ha. Thì mẫu này là 590.000 một cái, giá khá là rẻ. Con này là Deadstone AG900R, tức là AG900 ngày xưa cũ thì không có chức năng chống khởi động lại. Máy này Hồng Nhiên review rồi, 590 bạc đạn NSK. Nhưng mà nó có một dòng là 901R đó. Thì cái dòng này nè, quý anh chị thấy nó cũng như vậy đó. Dây nguồn 3m cải tiến rất là ngon, thân cũng nhỏ gọn nữa. Và cái giá bán của con này cũng 590, nhưng mà nó có chống khởi động lại và khởi động mềm quý anh chị, chạy từ từ lên. Thấy không? Đó, đây là những cái chức năng an toàn cho người dùng và giá nó cũng là 590, công tắc sau đuôi 901G quý anh chị nha. Đó, rồi thí dụ quý anh chị muốn Kyocera cho nó nhỏ gọn, thương hiệu là của Nhật đàng hoàng rõ ràng luôn, thì quý anh chị có thể xài hai con máy này. Một là quý anh chị xài một con 635.000, như con này 635.000, rất là nhỏ gọn, chạy ngon luôn nha. Đó, quý anh chị thấy không? Cái con này á thì công suất nó nhỏ thôi quý anh chị, nó rất là phù hợp cho những anh chị xài gia đình mà nó gọn gàng luôn, nó ngắn thôi, nó ngắn hơn Deadstone luôn nữa nè. Đó, thì quý anh chị thấy rằng là đối với một con 650G, không, G650 đó, thì công suất nó cũng là 650W và giá bán của nó là 635.000. Đó, 635.000 quý anh chị mua này tặng theo viên đá như thế này của Kyo nè. Đó, thì cũng là một phân khúc cho quý anh chị lựa chọn, tại rất ngon nha. Bảo hành 6 tháng. Đó. Thì bảo hành 5 quý anh chị. Con này được cái bảo hành 5 nha. Con này nó nhỏ, nó rẻ nhưng mà có tặng tay nắm, khóa mở. Không, cái nào cũng vậy hết. Nhưng chỉ có con này. Con này thì rất cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà con này lại không tặng cho quý anh chị một cái tay nắm. Nó không tặng tay nắm tại thân này nó nhỏ gọn, công tắc trượt, không tặng tay nắm. Đây. Mẫu này là AG1000 và cái giá bán của nó được khuyến mãi 20% đó, chỉ còn có 740.000. Quý anh chị cứ nghĩ đơn giản vậy là quý anh chị tại sao mình phải mua con máy này nè. Tức là trước kia con máy này nó bán gần triệu, những cái thời điểm đầu nó vô đó nó bán gần triệu, tức là nó bán theo cái giá trị của sản phẩm nha quý anh chị, đúng nha chứ không phải sai đâu. Nhưng mà thí dụ như cái thương hiệu Kyocera hay là Ryobi nó hoàn toàn mới so với người Việt mình, đúng không? Chứ là trên toàn cầu thì nó ok rồi, nhưng mà người Việt Nam mình đôi khi chưa biết Kyocera là cái gì, Ryobi là cái gì. Thí dụ như Ryobi là công ty từ xưa giờ của Nhật, nhưng mà bây giờ là Kyocera nó mua cái thương hiệu, nó mua bản quyền đó, thì nó ra một sản phẩm này, nó cùng công ty đó, nó ra thương hiệu đầu tiên nó để là Ryobi, nhưng mà từ từ muốn thay đổi thành Kyocera như vậy luôn, thì nó thay đổi qua con này, giá gần 1 triệu, nhưng mà nó thấy người Việt Nam thấy thương hiệu lạ, giá mắc quá không mua. Bây giờ nó giảm 20%, còn lại có 740.000, không có tay nắm nha quý anh chị, có bảo vệ khóa mở thôi. Nhưng mà con này rất ngon, công suất tới 900W, chạy rất êm. Quý anh chị cầm con máy này á, nó nhẹ nhàng lắm, cầm con máy này nó thon gọn, nó nhẹ nhàng, cực kỳ dễ chịu luôn. Những anh đã xài rồi những cái thương hiệu Kyocera, những con máy AG1000 công suất 900W này rồi, có thể để lại bình luận dưới anh thấy nó ngon hay không. Đảm bảo mấy anh là xài này thấy thích liền, nó chạy không có nóng đâu nha. Con này chạy rất là mát, không có nóng quý anh chị. Đó, nên là 740 là một máy rất là phù hợp cho quý anh chị sử dụng đó. Thì đó là những cái sản phẩm Hồng Nhiên đưa lên hôm nay. Có những sản phẩm khuyến mãi rất là sâu, có những sản phẩm được tặng quà, có những sản phẩm đao giá rất thấp. Thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào, vô lụm con đó ha. Qua những số live bên trên, gọi điện vào ban ngày giúp Hồng Nhiên ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên chúc sức khỏe quý anh chị. Hồng Nhiên xin chào. Có ý kiến gì để lại comment bên dưới ha. Cảm ơn quý anh chị. Bye bye.